Thưa quý vị, những áp lực học tập, những tâm sinh lý lứa tuổi không được thấu hiểu, sẻ chia kịp thời để có thể khiến thanh thiếu nhi rơi vào những cảm xúc tiêu cực, thậm chí là trầm cảm. Vì vậy, bên cạnh sự gần gũi quan tâm từ gia đình, việc hình thành các góc tư vấn học đường là vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh các hoạt động xã hội đang phải thay đổi để thích ứng với dịch bệnh, khiến đời sống tinh thần của học sinh cũng chịu nhiều tác động. Với nỗ lực thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê đã thành lập mô hình góc tư vấn học đường tại trường Trung học cơ sở Đỗ Đăng Tuyển. Góc tư vấn là địa chỉ tin cậy để phát hiện, tiếp nhận, thu thập thông tin về các hành vi, vụ việc bạo lực học đường, kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để can thiệp, tư vấn và hỗ trợ. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng tư vấn viên có chuyên môn để lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ các em học sinh về các vấn đề liên quan đến tâm lý, sức khỏe, đời sống, học hành. Hiện tại thì góc tư vấn học đường này thì cũng là mới thí điểm, cho nên là hội cũng đã làm việc liên hệ với lại khoa tâm lý trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng để các cô cùng hỗ trợ khi có những cái vấn đề mà vướng mắc mà các thành viên trong tổ tư vấn không có giải quyết được. Đối với các em thì ở cái tuổi là tuổi vị thành niên, các em có những cái mình không thể kiểm soát được. Cho nên là khi mà có cái góc tư vấn học đường mà được Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp cùng nhà trường tổ chức thì đây là một trong những cái mà nhà trường cho rằng là rất kịp thời và rất hay. Cái mô hình này là nó giúp cho là chung tay giữa nhà trường, gia đình và xã hội có một cái mối liên kết. Nhằm tạo điều kiện để các em học sinh mạnh dạn đến với góc tư vấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp với nhà trường linh hoạt các hình thức tiếp nhận ý kiến thông qua tư vấn trực tiếp hoặc tư vấn qua số điện thoại, tư vấn theo từng nhóm hoặc từng em. Góc tư vấn này ra đời thì vô cùng cần thiết và thiết thực đối với con, bởi vì khi mà lên cấp 2 thì khoảng cách giữa con và bố mẹ thì nó cũng xa hơn là cái cấp 1. Nên là những cái điều mà con gặp khó khăn, chẳng hạn như là trong các mối quan hệ bạn bè hay là học tập thì con rất là ít khi tâm sự với bố mẹ. Con không biết vì sao nhưng mà con cảm thấy là con không có gần bố mẹ như hồi cấp 1. Nên là khi mà ra đời cái góc tư vấn này thì con tìm được một cái người gọi là tin tưởng để cho con một cái lời khuyên. Thì với con thì nếu như tâm lý học đường ra đời thì sẽ giúp rất nhiều về học sinh và đặc biệt là ở lứa tuổi của trẻ em. Thì việc có vấn đề có tâm lý, bồi dưỡng tâm lý học sinh thì sẽ giúp cho các bạn có thể nói lên tiếng nói của mình. Nhiều nguyện vọng hoặc có thể là nhiều uất ức hay là khó khăn, những gì mà các bạn có thể giấu trong lòng mà không có cơ hội để nói ra thì bây giờ đây là cơ hội tốt nhất để các bạn học sinh có thể trải lòng mình. Theo các chuyên gia tâm lý, tư vấn tâm lý học đường không chỉ giải quyết được những vấn đề học sinh đang mắc phải mà còn giúp cải thiện mối quan hệ giữa thầy trò, cha mẹ và con cái, giữa bạn bè với nhau. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đã và đang tác động không nhỏ đến trẻ em, việc tạo thêm nhiều kênh để kết nối với sức khỏe tâm thần của trẻ là vô cùng cần thiết, góp phần giúp thanh thiếu nhi có thêm nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống.